và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Phương Lan sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và mừng xuân Giáp Thìn 2024. Tại hội nghị, Ban Liên lạc Tỉnh ủy viên hưu trí tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh năm 2023. Tại phần thảo luận với sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong năm 2023, cũng như ghi nhận đánh giá cao sự quyết tâm cùng tinh thần đoàn kết trách nhiệm với tầm nhìn và tư duy đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, đưa Hưng Yên phát triển vượt bậc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận tiếp thu các ý kiến tâm huyết trách nhiệm, đầy tình cảm và có tính chất gợi mở của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đối với tỉnh và đội ngũ lãnh đạo đương nhiệm để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đưa Hưng Yên ngày càng phát triển, tiến xa hơn nữa. Nhân dịp năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chúc các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ luôn mạnh khỏe, tiếp tục tham gia đóng góp trí tuệ giúp tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh. Người rõ nhất, hiểu nhất. Sáng nay tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Chợ Tết Việt, tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chương trình trưng bày chuyên đề Chợ Tết Việt nhằm tái hiện lại không gian và những phong tục tập quán trò chơi dân gian ngày xuân, giúp khách tham quan được trải nghiệm hoài niệm về những ngày Tết đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông cha trong cuộc sống đương đại. Nhằm giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chương trình Hội chợ xuân cho các em học sinh. Ngoài tổ chức các hoạt động gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả viết thư pháp, tham gia văn nghệ các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, ô ăn quan, các em học sinh còn được nhà trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh hướng dẫn làm các gian hàng tái hiện phiên chợ ngày Tết gồm các mặt hàng ẩm thực ba miền. Hội chợ xuân giúp học sinh hiểu về ngày Tết cổ truyền, trân trọng và nhớ về cội nguồn, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây cũng là cơ hội các em được trải nghiệm, phát huy sức sáng tạo, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó. Trước thực trạng thời gian qua trên địa bàn cả nước cũng như ở tỉnh Hưng Yên liên tục xảy ra cháy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 244 ngày 31 tháng 1 năm 2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ dịp Tết Nguyên đán nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy nổ. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch các huyện thị xã thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, các quy định về phòng chống cháy nổ, củng cố kiện toàn lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy. Các huyện thị xã thành phố lập đoàn kiểm tra liên ngành trước ngày 15 tháng 2, tổng hợp kết quả thanh tra trước ngày 23 tháng 2, cùng với đó duy trì hoạt động các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi xảy ra cháy nổ. Trước nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng cao dịp Tết Nguyên đán, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu yêu cầu đảm bảo nguồn cung. Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân xăng dầu thực hiện nghiêm túc các công điện của Thủ tướng và chỉ thị của Bộ Công Thương về giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân doanh nghiệp. Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh từ đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ. Sáng nay ngày 1 tháng 2, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khánh thành thí điểm tuyến đường ưu tiên cho xe đạp đường ven sông Tô Lịch. Đây là tuyến đường ưu tiên cho xe đạp đầu tiên trên địa bàn thủ đô. Làn đường bắt đầu từ ngã tư Sở đến cầu Giấy dài 2.300 m và rộng 4 m, trong đó có 3 m dành riêng cho người đi xe đạp và 1 m dành cho người đi bộ.
làn đường hai chiều cho xe đạp nằm sát bờ sông Tô Lịch, làn đường dành cho người đi bộ nằm phía bên đường láng. Loại hình xe đạp được phép tham gia giao thông trên tuyến đường thí điểm là xe đạp di chuyển hoàn toàn bằng sức người. Đây là tuyến đường đầu tiên dành riêng cho xe đạp ở thủ đô Hà Nội, tuyến đường kết nối giữa ga Lê Hồng Phong của đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông với ga S8 của đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội. Đồng thời, trên tuyến cũng kết nối với 11 tuyến xe buýt nội đô. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 người liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ khiến 56 người tử vong. Những người này là các cựu cán bộ thanh tra xây dựng, cán bộ và công an phường Khương Đình. Cơ quan điều tra xác định các cựu cán bộ này đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, xảy ra đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023. Hậu quả vụ cháy gây ra vô cùng lớn, làm 56 người sinh sống trong chung cư mini thiệt mạng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản nhắc nhở, phê bình Cục Thể dục Thể thao do chậm báo cáo về vụ việc ở đội tuyển thể dục dụng cụ gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Tại buổi gặp mặt truyền thông sáng ngày 1 tháng 2, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt thừa nhận thời hạn báo cáo của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch giao cho Cục Thể dục Thể thao là ngày 25 tháng 1, nhưng hiện đơn vị này vẫn chưa thể gửi giải trình và đã nhận được văn bản nhắc nhở phê bình. Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao đồng thời xin lùi lịch báo cáo, bởi đây là vụ việc rất phức tạp có liên quan đến nhiều người, nhiều đơn vị. Trước đó, vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Thị Phương tố cáo chuyện cô và nhiều vận động viên khác phải nộp 10% tiền thưởng huy chương, 50% tiền thưởng đóng cho huấn luyện viên, cũng như lên tiếng về những vùng tối ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Xin để chuyển sang tin quốc tế. Chính phủ Cuba đã thông báo tạm hoãn về kế hoạch tăng giá xăng dầu gấp 5 lần kể từ ngày 1 tháng 2 như dự kiến do một sự cố an ninh mạng làm ảnh hưởng tới hệ thống phân phối xăng dầu bằng ngoại tệ ở nước này. Phát biểu trên truyền hình, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Kế hoạch Cuba cho biết giá xăng dầu tạm thời vẫn giữ nguyên ở mức hiện tại cho tới khi có đủ điều kiện để cập nhật giá mới. Đầu tháng này, chính phủ Cuba đã công bố kế hoạch điều chỉnh giá nhiên liệu như một phần nỗ lực để cắt giảm thâm hụt ngân sách. Quốc gia 11 triệu dân này đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế đầy khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19 và bao vây cấm vận từ bên ngoài. Ước tính, tổng thu nhập quốc nội GDP năm 2023 của Cuba đã giảm 2%, trong khi lạm phát tăng lên 30%. Quốc vương thứ 17 của Malaysia, Sultan Ibrahim, đã chính thức đăng quang, đánh dấu một thời khắc quan trọng trong lịch sử chế độ quân chủ lập hiến ở quốc gia Đông Nam Á này. Buổi lễ đăng quang được diễn ra trang nghiêm tại Cung điện Hoàng gia và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Sau màn chào mừng mang đậm truyền thống quân sự, quốc vương Sultan Ibrahim đã tiến vào Hoàng Cung tham dự cuộc họp đặc biệt lần thứ 264 của Hội nghị các nhà cai trị Malai kết hợp với lễ tuyên thệ của quốc vương thứ 17. Tại Malaysia, quốc vương mang tính biểu tượng, được biết tới với vai trò bảo vệ đạo hồi và những giá trị truyền thống của Malai. Quốc vương là nguyên chủ quốc gia của Malaysia theo quy định của luật pháp và hiến pháp liên bang. Cứ vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, nhiều người dân tại Trung Quốc sẽ làm món bánh kẹo đường, món màn thầu để cúng táo quân. Với người dân của tỉnh Phúc Kiến thì món kẹo mạch nha theo công thức truyền thống sẽ được bày biện trên mâm cúng táo quân hàng năm. Người Trung Quốc gọi ngày 23 tháng Chạp là tiểu niên, mở đầu cho một tuần lễ sắm sửa, các bước chuẩn bị cho năm mới. Theo tục dân gian, ngày ông công ông táo của người Trung Quốc nhất định phải có kẹo mạch nha hay kẹo đường. Kẹo dính răng và ngọt có tác dụng dính miệng táo quân lại, không để ông bẩm điều xấu như Ngọc Hoàng. Còn một số vùng ở phía Nam Trung Quốc, người dân lại cho rằng cúng kẹo để ông táo ăn vào sẽ có tâm trạng vui vẻ và nói ngọt và chỉ bẩm tấu như điều hay lên Ngọc Hoàng. Theo ngày truyền thống, vào ngày này các gia đình Trung Quốc sẽ mua thịt, nước tương về để chuẩn bị ăn Tết, sau đó dọn dẹp nhà cửa và cuối cùng là cúng kẹo cho ông táo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia văn hóa Trung Quốc, những phong tục đón Tết của người dân nước này đang ngày một đơn giản do sự phát triển của xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18h30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.